ចាជម្រាបសួរបងប្អូនជាកសិករទាំងអស់គ្នានាងខ្ញុំឈ្មោះភៀនឆេងមុំថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំមានប្រធានបទ3ចង់បង្ហាញពុកម៉ែបងប្អូនឲ្យបានស្គាល់ចាទីមួយតើត្រាន់ហ្វមគឺជាអ្វីទី2អត្ថប្រយោជន៍របស់ជីត្រាន់ហ្វមទី3ការកសាងប្រាក់ចំណូលជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនសាក់សេសមកចាអញ្ចឹងប្រធានបទទី1គឺចង់និយាយអំពីចាតើត្រាន់ហ្វមគឺជាអ្វីត្រាន់ហ្វមគឺជាប្រភេទជីសរីរាង្គបែបធម្មជាតិដែលផលិតតាមបច្ចេកវិទ
cứ bong bồn prà tại pi đọp tại bản nọ chả cứ miên rùp môn tì mùi đai chùm nuôi tại đọt đám slug hai nâng rử thơ ở đây miên chi bì chết đai tự tù ban nơi tinh nập hòl khắp bùa tì pi chả cứ chi rùp môn đai prà tơi chùm nuôi plai cá hai nâng mờm chả nơi phê đại bong bồn prà pi rùp môn nít tơ tinh nập hòl rộp bong bồn cứ tự tù ban thuê đón hai cắt bần thoi nơi ca chùm nai ban ha sập hị rối tinh lơ chi kì mi để bông bồn bàn pra không bê bạch chữ bọn. Chẳng chùm nách xâm khăn tì bầy chả cư nị dì ông pi ca co sang pra chùm nồn. Nhưng chùm chưa chịa tha bông bồn tình ọc nì chả bọc gót chia tầm rơ ca. Nước nông krom kru xa miên ca càng là ơn chả. Đói xa tay mùi đi dễ nì vị bắt xe tì kệnh dương càng là ơn chẳng bông bồn tình ọc nì cua tay bần thêm chùm nồn. Đàm bây ai xe tì kệnh nước nông krom kru xa dương miên phiệp rù luôn từ một tiệt. Sẩm rap krom hôn sắc xe mò đài nôm cho tri chi transform dương ní chả cư miên ca co sang pra chùm nô to côn to chạc bàn đòi bốc mai bông bông krom tè tinh pra có bốc mai bông bông ai tự tua lùi ban tự lọc mọc vinh phong đài chả khó khăn nghiệp tì ca tinh chi pra nở lơ tìp xa bông bông chùm này hai cư mình ban phong tự lọc mọc vinh tự lơ pra cầm rai lời tay sẩm rap chả chi transform mùi ní chả mình trâm tay tự tua ban tên nập hoa khắp búa cắt bằng thoi ca chùm này được bỏ bóng bóng tế cứ bằng can chùm nô nơi khăn ông cọng cổ xa được bỏ bóng bóng bán thêm biệt phòng đợi bóng bóng còn đã tin dục từ pra bóng bóng nâng bán pra cầm rây trò lọc mọc vinh to con to cháu hai miên ạ chi và cầm tù khuôn nơi bệ để bóng bóng tình ọc nê pra tơ khơi phò lỗ bóng 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 chứ tư bằng hành mất phía rư có nẹ chết khang ở bán school hai bộ quật nâng tinh pra chứ mùi bóng bóng đôi chân này bóng bóng nâng bán phía liếp chanh bí khang cầm hồn chả chân chi transform dưỡng cứ bóng bóng pra tích chùm nâng trả ấn từ tua ban tên là Paul Kapoor hơi miễn xa là thiết bài thua mà chết mà rồi phía rối mình miễn xa thiết kì mì lời chà nước nông mùi đọp ní bông bồn bà ban bùm bây tự đọp hạt tà chà đau chùm này đâm tún tích tụi mình tên xâm rạp đâm lấy niên khi nhóm xôm tộc sân đòi xa tại vì miễn đâm lấy bì chân bông bồn tình ọc ní bà sân chia chọn đăng đâm lấy rư cô chọn đăng bùa rùm miên lùm ớt ông pi ca pra tờ lơ chi xa rây riêng bài thòm chiến ní chà xôn kho mà càng niên khá nhóm xôn cao pram pra mùi rồi hà sập pra mùi lệ pi bày đón chà đòi nực nông ní chà cư miên xô xê riêp rộp ông pi rộp biếp nây ca pra tờ lơ đâm nam tam prap hết ní mùi chà hai nâng cầm rật nây ca pra giang chá bà lửa mình tay bà nó chi rộp bò dơn cư miên xa mạc xa thiết chinh châm cực bẹp giang chà miền đôi chìa mai nhẹ xôm, ca xôm nâng sang ở xây xâm rạp rụt bộ môn tì mùi ní đầy rụt chìa trơ ca chìa chạm bạch. Hai xâm rạp rụt bộ môn tì pi ní chà, cư miền xa là thiết xôm dàng trà đôi khía đôi chìa mai nhẹ xôm sang ở xây đáy mong cả nét tung đáy bồ rón hay nâng mô lịp đèn chà. Đáy chìa prop hết protein xâm rạp rụt chìa mần ách phạp bàn. Chân nơ bê đệ bông bộ ôn tình ọc khía bàn pra hai chà. Bông bồn từ tua ban tên là Park Bua. Nhiều khi nhóm gì chạy bông bồn ở tên chưa chạy tề chả. Bông bồn cho tất cả những channel YouTube đang bây tờ mơ tờ lỡ xạ xây đại trình nhạc pra mà rồi phía rồi chả. Đại quốc từ tua ban nơi xe nâng đồng nắm xoay chân ti ban dàng lỡ. Chân bông bồn còn tay tờ xe thả transform. Bông bồn nâng ban khơi chả xạ xây tình ổn nụ để ban để dì ông bí ạ thạp rồi dòi rồi bó. Chi mùi mùi nỉ chả.
អញ្ចឹងខ្ញុំមកបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក្នុងពេលនេះគ្រាន់តែចង់ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកាត់បន្ថយការចំណាយទៅលើជីគីមីចាទី 2 ចង់ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាទទួលបានប្រាក់ចំណូលបន្ថែមនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារតកូនតចៅនេះខ្ញុំសូមបន្ថែមបន្តិចសម្រាប់ការចូលជាចា សមាជិកឬក៏ជាតំណាងចៃចៃនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនសាក់សេសម៉ូនីគឺបងប្អូនចាទទួលបានឯកសារមួយក្បាលដែលមានឈ្មោះថាការកសាងនូវភាពជោគជ័យចាភាពជោគជ័យផ្លាស់ប្ដូរនិងអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងចាហើយបងប្អូននឹងទទួលបានសៀវភៅកាត់ត្លុកដែលមានសរសេររៀបរាប់អំពី អត្ថប្រយោជន៍ក៏ដូចជាការប្រើប្រាស់នៅជីសរីរាង្គបែបធម្មជាតិយើងផងដែរមិនតែប៉ុណ្ណោះបងប្អូនទទួលបានធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតមួយជីវិត $1,000 จ้ะมวยชีวิตយើងតែម្ដងអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចូលប្រើជីនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនសាក់សេសម៉ូនីគឺពុំមានការខាតបង់អ្វីឡើយបងប្អូនបើមិនជឿជាក់ទេអាចសាកល្បងត្រឹមតែដបតូចក៏បានដែរចា៎ក្នុងដបតូចគឺមានតម្លៃធូរថ្លៃមែនទែនប្រើបានមួយហត្តាចា៎នាងខ្ញុំមានប៉ុន្តែនៅក្នុងទូណាអត់បានយកមកដាក់នឹងកន្លែងនេះអញ្ចឹងសម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមបងប្អូនខលមកកាន់នាងខ្ញុំ จ้ะนี่ខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ក៏ដូចជាការធ្វើនៅទីផ្សារដើម្បីទទួលបានប្រាក់ចំណូលពីក្រុមហ៊ុនផងដែរចា៎អញ្ចឹងនាងខ្ញុំក៏សូមអរគុណនឹងជូនពរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យមានសុខភាពល្អទទួលទានមានបានគ្រប់គ្រប់គ្នាជាពិសេសចា៎អំពូមីងចាស់ចាស់ដែលគាត់ធ្វើស្រែចម្ការនឹងចា៎សូមឲ្យទទួលបានផលច្រើនដើម្បី បានប្រាក់ចំណូលយកទៅផ្គត់ផ្គង់ក្នុងជីវភាពឲ្យបានសមរម្យសូមអរគុណសូមជម្រាបលា